Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và hôm nay Nghĩa cùng với lại các bạn đi câu cá. Đây em mình dắt ra đây là một cái hồ. Một cái hồ mà tự nhiên nha cả nhà, chứ không phải là hồ hồ được đào lên. Nhưng mà cá là cá tự nhiên. Phải không chèo? Cá tự nhiên. Ở đây có cá gì em? Mè, trôi, phi, lâm hết nhỏ. Đó, bây giờ cả nhà xem vận may của anh em mình hôm nay như thế nào nha. Let's go. Cả nhà ơi, tình hình là em mình mang cần, mang mồi nhưng mà không mang phao với dây đi. Đâm ra bây giờ là phải dùng chế hả? Chế bằng cái gì, lục bình hả? Kiếm được chi chế cắt dép. Giờ để đi lên tìm dép. Xe mình đậu ngoài kia mà hai con bò ở đây, mà cái xe mình màu đỏ cả nhà, con bò này nó mới chạy ra cái xe mình xong mà hên là sợi dây nó cột kìa, nó kéo căng sợi dây lâu luôn, chứ không thôi là ối dồi ôi rồi, không thôi là cái xe mình ối dồi ôi nha cả nhà, quá nguy hiểm. Và đây cả nhà, cái khó nó lói cái khôn, em mình bây giờ đang dùng ống hút để chế thành phao. Và đây bạn Hải đang ngâm cứu và cho ra những cái ý kiến hay. Vụ này không rành mấy. Không rành mấy mình nói là cá ở đây không có ai nuôi hết nhưng mà tự có đó, con cá bự ghê không kìa, không ai nuôi hết mà tự có nha cả nhà, không hiểu cá ở đâu ra đó. Cái ao cũng nhỏ thôi, ao này chắc cỡ tầm chiều dài khoảng tầm 100 mét hơn ha, ngang có 50 mét thôi đó, cá khá nhiều. Ao sâu không, mày thả câu dài mà. Em cho cám xuống chưa? Ra tới là tròn. Nước sâu quá ha. Đây, đây cái nhà ơi, cá tới nè. Đó cái nhà thấy không? Thấy nó tim ghê không? Ồ. Chuẩn bị nha cái nhà ơi. Cá gì mới tim ghê vậy ta? Này luôn. Bao giờ nó mới lên mới biết được đúng không? Rồi cái phao mình trắng trắng cái kia.
này dây ngắn rồi. Đại lên cái ha. Hết cái mồi, không còn mồi nữa. Tình hình là cá mới ăn hết mồi cả nhà. Mà mình không câu cái này quen nên là chẳng được tới sự gì hết. Chắc có lẽ phải đổi tay thôi. Vẫn đang tìm. Vẫn đang tìm chỗ bên anh. Tình hình là cá đang ăn nha cả nhà ơi. Dính đó đó, trời con gì, trời ơi cái gì vậy? Thấy nó đưa rồi. Cái gì vậy trời? Đây mới mũi quá cái nhà, mũi quá hải mà bạn mình mới ôm khói đó, đóng lửa đóng khói. Tình hình là nãy giờ chưa được con cá nào hết nha, giật mấy lần mà chưa hết rồi. Nãy mấy con cá nó đi du lịch rồi. Du lịch hết. Hoặc là bạn nó sinh nhật đi tổ chức một chỗ hết rồi. Nay chỉ vãi chài thôi. Đúng không? Tình hình nãy giờ cá ăn mà không làm gì được cả nhà ơi. Làm sao? Thua rồi. Này thua toàn tập rồi, đánh dẹp nãy giờ mà không làm gì được đây nè. Nó đi rồi sao á. Đây cái nhà, đó cá nó rỉ liên tục vậy nè, đó đó. Nó rỉ liên tục mà nó không lúc phao. Chắc cá nhỏ quá ha. Gần lúc phao rồi. Nó dời ra. Đó, đó cả nhà thấy không? Thấy không? Thấy cái phao mình dẹp không? Đó, 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 đó. Mạnh lên xíu, mạnh lên xíu. Từ xưa giờ ba mình đi bốc bình là kiếm được mấy con cá đấy. Lúc. Trời ơi. Không được gì hết, thua. À, cả nhà ơi, thì cả một buổi chiều vất vả. Thì mấy anh em Nghĩa không có câu được dính một con nào cả nhà. Bây giờ chuẩn bị đi về để nghỉ ngơi. Rồi mai nếu mà rảnh rỗi thì sẽ đi tiếp. Giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà sau. Bye bye.